Vườn quốc gia Cốc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng quý giá với tổng diện tích hơn 22.000 ha, mang đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới. Nơi đây cũng được vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2023. Đi trải nghiệm trong rừng nhiệt đới, dọc đường chúng ta bắt gặp rất nhiều các cái cây đại thụ như này. Cốc Phương là khu rừng rất đa dạng về hệ thực vật. Theo các nhà khoa học thống kê có khoảng hơn 2.000 loài thực vật bậc cao. Với các loài trò, Cốc Phương có tới 4 loài. Và đây là cái loài trò chỉ. Thấy là hình thái thân của nó, hình trụ tròn đều từ gốc lên đến ngọn và nó thẳng tắp lên trời. Có độ cao tới khoảng 60 mét. Tương đương với lại tòa nhà khoảng 20 tầng trên 20 tầng. Đấy, rất là cao như thế đúng không ạ? Có lẽ không nhiều người từng được nghe vượn hú. Thứ tiếng cũng không mấy dễ chịu đâu nếu như nghe ở khoảng cách gần quá. Nhìn chung thì các loài linh trưởng đều có thói quen hú để báo hiệu. Ví dụ như thấy ekip S Việt Nam xâm phạm lãnh thổ chẳng hạn. Hoặc gọi nhau đi ăn, hoặc khi mùa sinh sản đã đến. Cốc Phương thì được ví như một cái thủ đô bảo tồn của Việt Nam. Có rất nhiều các cái chương trình chăm sóc cứu hộ bảo tồn các loài động vật hoang dã. Và hiện nay nơi chúng ta đang đứng đây đó là chương trình cứu hộ bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp. Chương trình này là một trong chương trình thành lập đầu tiên và lớn nhất ở Đông Dương. Hiện tại chương trình đang cứu hộ bảo tồn khoảng gần 200 cá thể. Hầu hết các cái loài động vật hoang dã ở đây là đều được giải cứu từ những vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép và trên toàn quốc. Thì mục đích cuối cùng của tất cả các chương trình cứu hộ bảo tồn tại Cốc Phương đó là sẽ thả các bạn về với ngôi nhà của mình ở ngoài thiên nhiên. Phía sau mình đây là loài vọc ăn lá. Loài này thì nó ăn rất đa dạng các loại lá, đến 160 loại lá tất cả. Mình vừa mới thay lá cho các bạn ấy ăn bữa trưa. Các bạn vọc này thì một ngày sẽ được ăn 3 bữa. Và mỗi bữa của một bạn sẽ là 5 bó lá như mình đang cầm trên tay thôi. Thì là bắt buộc anh chị em trong trung tâm phải đi ra bên ngoài rừng để chặt. Do mọi người đi chặt thì phụ thuộc từng khu. Cho nên cũng không thể nào mà nắm được là mình sẽ chặt những cái loại lá nào cho ngày trong ngày hôm đấy. Nhưng mà sẽ đa dạng lá nhất có thể để cho các bạn ăn thoải mái hơn, bổ sung đầy đủ hơn. Giống như con người chúng ta, các bạn linh trưởng cũng có những cái tên vô cùng ý nghĩa. Hãy thử tìm hiểu cái tên đặc biệt của bạn Mafia nhé. Bạn Mafia này, biệt danh của một cái ông trùm ma túy rất là lớn, nổi tiếng ở trên khu vực Lạng Sơn. Có cái sở thích đó là nuôi động vật hoang dã ở trong nhà. Trung tâm lấy tên cái biệt danh của ông trùm ma túy này để đặt tên cho bạn ấy, để nhắc nhớ đến cái cuộc giải cứu và cũng như là để khuyên tới mọi người không nên nuôi nhốt động vật hoang dã ở trong nhà. Ở đây thì được ví như cái nhà trẻ của linh trưởng. Trong số các bạn động vật hoang dã được giải cứu thì có rất nhiều các bạn còn rất là nhỏ, thậm chí mới sinh. Và bố mẹ đang ôm cho con bú này thì bị những tên thợ săn bắn. Trường hợp như thế rất là đáng thương. Các loài động vật hoang dã cũng giống như con người chúng ta. Các bạn động vật hoang dã cũng cần có gia đình và cần có ngôi nhà. Và ngôi nhà của các bạn ấy đó là ở ngoài tự nhiên. Và chúng ta hãy cùng nhau truyền tải thông điệp bảo vệ thiên nhiên để giúp cho thiên nhiên luôn luôn cân bằng và đảm bảo cho cuộc sống của chính con người chúng ta.